Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi tới quý vị. Giải ngân chậm. Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bị tạm đình chỉ chức vụ từ ngày 1 tháng 10 năm 2024. Quyết định trên được đưa ra trong cuộc họp của Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh về tiến độ giải ngân nguồn vốn kế hoạch đầu tư công chiều ngày 30 tháng 9 năm 2024. Thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024, thành phố Hạ Long phấn đấu đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 đạt tỷ lệ giải ngân 50%, đến ngày 30 tháng 9 năm 2024 đạt tỷ lệ giải ngân 80%, và đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 đạt 100% kế hoạch. Tuy nhiên, tính đến ngày 30 tháng 9, công tác giải ngân đầu tư công của thành phố vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra. Ban Thường vụ Hạ Long xác định việc chậm giải ngân nguồn vốn đầu tư công có một phần trách nhiệm của ông Lê Việt Hải, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố. Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030. Theo đó, trong báo cáo, Bộ Xây dựng đề cập gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng cho phát triển nhà ở xã hội đến nay đã giải ngân được 1.344 tỷ đồng, trong đó có 1.295 tỷ đồng cho các chủ đầu tư vay, 49 tỷ đồng cho người mua nhà vay. Hiện ngoài 4 ngân hàng quốc doanh là Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank mới chỉ có thêm 4 ngân hàng thương mại khác TPBank, VPBank, MBBank, Techcombank tham gia chương trình. Một số chủ đầu tư không đủ điều kiện cho vay như không đảm bảo điều kiện dư nợ tín dụng, không có tài sản khác để thế chấp. Chủ đầu tư làm nhà ở xã hội được miễn tiền sử dụng đất nên không đủ điều kiện thế chấp. Về lãi suất cho vay, hiện gói tín dụng này áp dụng lãi suất còn cao, trong đó 8% trên năm với chủ đầu tư và 7,5% với người mua nhà. Thời gian ưu đãi ngắn, 3 năm với chủ đầu tư và 5 năm với người mua nhà, chưa thực sự thu hút người vay. Bộ Xây dựng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo khuyến khích các ngân hàng khác tham gia gói 120.000 tỷ đồng và xem xét giảm lãi suất và nâng thời hạn cho vay gói tín dụng này. Về kết quả triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội, theo Bộ Xây dựng, qua tổng hợp báo cáo từ các địa phương, trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay, cả nước có 619 dự án nhà ở xã hội được triển khai với quy mô hơn 560.000 căn. Tuy nhiên, mới có 79 dự án nhà ở xã hội hoàn thành, 128 dự án nhà ở xã hội khởi công xây dựng và 412 dự án nhà ở xã hội được chấp thuận chủ trương đầu tư. Đáng chú ý, một số địa phương có nhu cầu về nhà ở xã hội cao nhưng chưa có dự án hoàn thành như là Thái Nguyên, Ninh Bình, Nam Định, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Long, Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau. Trước ảnh hưởng của bão số 3 đến tăng trưởng kinh tế, nhiều chuyên gia tiếp tục nhận định đầu tư công sẽ có vai trò then chốt đối với sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế cả năm 2024. Tuy nhiên, còn 3 tháng nữa mới kết thúc năm 2024, nhưng giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 47% kế hoạch. Bộ Tài chính cho biết, dự kiến hết quý 3, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của cả nước được gần 320.567 tỷ đồng, đạt 42,96% kế hoạch, đạt 47,29% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn cùng kỳ năm 2023, đạt 47,75% kế hoạch và đạt 51,38% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, 15 trên 44 bộ, cơ quan trung ương và 37 địa phương có tỷ lệ giải ngân ước đạt trên trung bình quân chung của cả nước. Một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân tốt gồm Đài Truyền hình Việt Nam 100%, Ngân hàng Chính sách Xã hội 100%, Ngân hàng Nhà nước 75,23%, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 70,46%, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 63,12%, Long An 71,5%, Hòa Bình 68,4%, Tiền Giang 67,9% và Thanh Hóa là 66,64%. Một số bộ, cơ quan trung ương chưa phân bổ vốn hoặc có tỷ lệ giải ngân rất thấp dưới 10% như Ủy ban Dân tộc 1,12%, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 1,35%, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 4,11%, Bộ Khoa học và Công nghệ 5,52%, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 6,76%. Một số địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 30% như Thành phố Hồ Chí Minh 21,29%, Phú Yên 22,38%, Bắc Ninh 24,48%, Kon Tum 25,62%, Kiên Giang 26,93%. Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là kết thúc năm 2024,
nên các bộ, ngành, địa phương có kết quả giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn so với bình quân chung của cả nước đang chịu rất nhiều áp lực. Các chuyên gia cho rằng hiện nay, thời tiết đã thuận lợi hơn, công tác chuẩn bị đầu tư của nhiều dự án cũng đã hoàn thiện để sẵn sàng triển khai. Đây sẽ là những yếu tố quan trọng để đưa nguồn vốn đầu tư công vào các dự án công trình, thúc đẩy tăng trưởng thông qua hỗ trợ trực tiếp cho các ngành như xây dựng, sản xuất và tạo thêm nhiều cơ hội việc làm hơn. Để đạt mục tiêu của chính phủ đặt ra là giải ngân tối thiểu 95% kế hoạch vốn giao, Bộ Tài chính đang đề nghị các bộ ngành địa phương triển khai nhiệm vụ theo quyết định số 1006 QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập các tổ công tác kiểm tra đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công hàng năm tại đơn vị và địa phương mình quản lý. Năm 2024, tổng kế hoạch vốn của toàn huyện Phù Cừ là trên 580 tỷ đồng, trong đó ngân sách huyện trên 420 tỷ đồng, ngân sách xã gần 140 tỷ đồng, còn lại là ngân sách tỉnh. Đến nay, huyện đã giải ngân khoảng 320 tỷ đồng, đạt gần 55% kế hoạch vốn, tập trung vào các dự án như cải tạo trung tâm y tế huyện, cải tạo đường tỉnh 378, các tuyến đường huyện DH80, DH64, DH88, cơ sở, hạ tầng, trường học, các trạm y tế xã thị trấn. Để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, huyện Phù Cừ triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng giải phóng mặt bằng dự án đường Tân Phúc - Võng Phan, xây dựng khu tái định cư mới cho các xã Đỉnh Cao - Đoàn Đào và xây dựng các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện đã được quy hoạch. Ngân hàng Nhà nước cho biết gói tín dụng nhà ở xã hội 120.000 tỷ đồng đã giải ngân 1.344 tỷ đồng, tăng 646,67% so với cuối năm 2023, lãi suất giảm 2% trên năm so với lúc đầu mới triển khai. Ngân hàng Nhà nước đánh giá tiến độ giải ngân vẫn chậm do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân lớn nhất là do nguồn cung nhà ở xã hội còn hạn chế. Đến nay cả nước mới có 34 trên 63 tỉnh, thành phố công bố danh mục dự án nhà ở xã hội với tổng cộng 78 dự án. Một số dự án gặp vướng mắc về mặt pháp lý như là về thủ tục đầu tư, đất đai. Ngoài ra, theo báo cáo của một số địa phương, đa số người dân trên địa bàn thuộc khu vực nông thôn có thu nhập thấp hoặc đối với công nhân trong các khu công nghiệp không có nhu cầu ở dài hạn nên không có nhu cầu mua nhà ở xã hội, chỉ có nhu cầu thuê nhà ở xã hội. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, dư nợ cho vay tại Ngân hàng Chính sách Xã hội của các chương trình cho vay về nhà ở đối với các đối tượng chính sách theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ là khoảng 3.030 tỷ đồng với trên 120.000 khách hàng còn dư nợ.